Vision Audio, thị xã Phú Thọ xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay chủ nhật cuối tuần, Vision Audio xin giới thiệu tới quý vị và các bạn hai cặp loa của hãng Pioneer đến từ đất nước Nhật Bản tiếp tục về tại cửa hàng Vision Audio. Đó là hai đôi loa rất quen thuộc mà cửa hàng Vision Audio thị xã Phú Thọ cũng bán rất là nhiều rồi. Đó là hai đôi loa Pioneer CS911 do Nhật Bản sản xuất. Và đôi loa này thì được xuất đi rất nhiều nước trên thế giới thưa quý vị. Được rất nhiều các nước trên thế giới đặt hàng đôi loa Pioneer CS911 này. Dòng loa Pioneer CS989911 979 thì được xuất đi các nước trên thị trường. Sản xuất tại Nhật Bản thưa quý vị. Dòng này thì quý vị có thể chơi 2 trong 1, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình nhà chúng ta rất là hay. Và nó có thể chơi được đa thể loại nhạc, từ nhạc vàng bolero cho đến nhạc đàn, nhạc mạnh, nó đều có thể đáp ứng được. Bởi vì công suất của nó cũng khá là lớn, 150W trên một thân thùng thưa quý vị. Đôi loa này thì Nguyên Audio bán khá nhiều. Và xin giới thiệu sơ qua về cho anh em nào mà chưa xem được clip trước thì clip này Nguyên Audio sẽ giới thiệu thêm. Nó sở hữu 4 đường tiếng trên một thân thùng thưa quý vị, 4 đường tiếng 4 loa. Nó sở hữu một bát 30 màng giấy gân vải lụa tẩm dầu. Với gân vải lụa tẩm dầu này thì quý vị có thể chơi mãi mãi, không bao giờ phải thay đến đôi gân của chiếc loa bát thưa quý vị. Và nó sử dụng một loa trung lớn, trung 14cm, trung giấy 14cm. Và sử dụng hai loa chép, một loa chép giấy và một loa siêu chép thưa quý vị. Hai đôi loa này thì về vẫn còn nguyên chân của nó, chân loa vẫn còn nguyên. Và chân của nó thì đều có tem ghi Pioneer. Đôi loa này nó có trở kháng 8 ohm. Công suất 150W trên một thùng, có chiều cao 86cm, chiều rộng 38 và chiều sâu là 32cm thưa quý vị. Thùng của nó đây là thùng màu vàng vân gỗ, rất là sang trọng. Chiếc loa nào của nó thì cũng đều có lỗ thông hơi nằm ở đằng trước loa. Những dòng loa này thì quý vị có thể ghép vào những dòng âm ly Jaguar 203 hoặc 506 hoặc những chiếc âm ly nội địa của Nhật Bản. Và chúng ta thêm vang cơ cao cấp chống rú rít, chúng ta hát karaoke gia đình nhà chúng ta rất là hay. Hôm nay thì cửa hàng Nguyên Audio thị xã Phú Thọ tiếp tục về một chiếc âm ly Samsung 607X The Card, có hai gối hỗ gỗ hai bên, có công suất 230W. Đánh những dòng loa này thì rất là hay thưa quý vị. Và hai chiếc đầu giải mã MD của hãng Tech MD5 giải mã không mồi. Quý vị chúng ta nghe mạng trực tuyến trên YouTube xuống, chúng ta qua chiếc đầu giải mã không mồi này thì tiếng rất là hay, rất tách bạch và chi tiết. Dòng loa Pioneer thì quá là nổi tiếng rồi thưa quý vị. Chúng ta chơi nhạc vàng bolero trữ tình thì tiếng rất sâu, bass xuống rất sâu, tiếng rất mềm mại, ngọt ngào và chi tiết. Quý vị đánh nhạc đàn nhạc mạnh thì rất uy lực và mạnh mẽ. Kết hợp 2 trong 1, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình nhà chúng ta rất là hay. Và hai đôi loa Pioneer CS911 đẹp xuất sắc, bao zin cho quý vị nguyên bản 100%. Hôm nay mới về tại cửa hàng ngày chủ nhật, Nguyên Audio thị xã Phú Thọ đang bán với giá 10 triệu 500 nghìn đồng một cặp. Quý vị có nhu cầu xin vui lòng liên hệ cho Nguyên Audio. Số điện thoại là 0988 036 068. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Xin nhắc lại quý vị và các bạn một lần nữa, đôi loa Pioneer CS911 đẹp xuất sắc zin nguyên bản, Nguyên Audio đang bán với giá 10 triệu 500 nghìn đồng một cặp, không bao cước phí vận chuyển. Quý vị có nhu cầu xin vui lòng liên hệ cho Nguyên Audio, số điện thoại là 0988 036 068. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Quý vị nào chưa đăng ký kênh của Nguyên Audio, xem xong clip này quý vị nhấn nút đăng ký màu đỏ bên dưới để nhận được những video mới nhất, nhanh nhất và chính xác nhất do Nguyên Audio thị xã Phú Thọ đăng tải clip lên hàng ngày.
xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều trong thời gian vừa qua đã ủng hộ cho Nguyên Audio, thị xã Phú Thọ.